bây giờ anh ở đâu? Trong trại cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, hay ngậm ngùi nổi trôi theo kiếp sống tha hương? Chiến hữu anh ngày xưa đã tung hoành trên khắp bốn vùng chiến thuật, từ Bến Hải tới Cà Mau. Chiến hữu anh trong ba quân chủng hải lục không quân, trong những đại đơn vị bách chiến bách thắng, đã lập bao nhiêu chiến công hiển hách, lẫy lừng quân sử, bạt vía giặc thù. Có người còn để thân xác lại nơi Charlie, nơi Khe Xanh, nơi Bình Long An Lộc. Và Dạ Lam biết, giờ đây còn có những người vẫn còn đêm đêm ghì tay súng nơi rừng khuya, nhìn ánh sao trời, nuôi mộng Lam Sơn, hẹn một ngày về giải phóng quê hương Việt Nam thân yêu. Chúng tôi, những người Việt hải ngoại, vẫn còn nhớ đến các anh, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và mãi mãi còn đi tìm anh với bước chân ngàn đời kiêu dũng theo nhịp bước quân hành. Kính lực trân trọng kính chào quý khán giả người Việt khắp nơi, kính thưa quý vị. Nước Nga đã gần nửa thế kỷ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản Hà Nội đã cưỡng chiếm thành công một miền Nam Việt Nam, vừa xây dựng một thể chế tự do dân chủ, vừa chống lại sự phá hoại khủng bố gây chiến tranh với ý định nhuộm đỏ cả nước của Hà Nội mà Cộng sản quốc tế tiếp tay. Đến nay đã gần nửa thế kỷ, khi thế chế Việt Nam Cộng Hòa không còn, nhưng lý tưởng, nhân bản, khai phóng, dân tộc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa không bị mất, dù bị đàn áp khốc liệt bởi những người Cộng sản sau 1975. Người Việt trong nước, dù đã gần nửa thế kỷ bị trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn mạnh mẽ đấu tranh, đòi dân chủ, dân quyền, vẫn hát những bản nhạc thời Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những bản nhạc lính. Nhớ về thời điểm miền Nam phải chống sự xâm lược Cộng sản Hà Nội, thì có chương trình Tiếng Nói Dạ Lan hàng đêm là một ước đẹp một thời đối với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Đây là Tiếng Nói Nước Việt Nam phát thanh từ thủ đô Sài Gòn, truyền thanh trên làn sóng trung bình 345 thước, tức là 870 kilo chu kỳ, từ 0 giờ đến 6 giờ, và trên các làn sóng 345 thước, 49 thước, 41 thước, 31 thước và 25 thước, tức là 870, 6.165, 7.175, 9.620 và 11.950 kilo chu kỳ, từ 6 giờ đến 24 giờ trên hệ thống A Đài Sài Gòn. Kính chào quý khán giả. Nhớ về chương trình Dạ Lan, huyền thoại về em gái hậu phương một thời. Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ở miền Nam Việt Nam còn chưa có vô tuyến truyền hình. Phải đến năm 1966 thì đài truyền hình mới được thành lập tại Sài Gòn. Thời bấy giờ, công chúng thường theo dõi, đón chờ thông tin được phát ra từ hai đài phát thanh đang có là đài Tiếng Nói Việt Nam và đài phát thanh quân đội. Và thường sau giờ cơm chiều, mọi người sẽ mở radio để chờ nghe chương trình Dạ Lan, Em Gái Hậu Phương, với giọng nói ngọt ngào đầy truyền cảm của cô xứ ngôn viên. Theo đó, Dạ Lan là chương trình do Đài Phát thanh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Sau biến cố đảo chánh năm 1963, Đại tá Trần Ngọc Huyến đã tạo ra chương trình này nhằm an ủi và nâng cao tinh thần người lính ngoài mặt trận. Trong đó, lấy âm nhạc làm phương tiện chính. Chương trình giờ của Dạ Lan được phỏng theo chương trình Địch Phận Hoa Hồng Đen của Đài Loan vào năm 1950. Đại tá Trần Ngọc Huyến lấy tên Dạ Lan để đặt tên cho chương trình như một loài hoa nở về đêm. Dùng một giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng, truyền cảm, đêm đêm chuyện trò và làn sóng điện với các người lính ngoài tiền đồn. Chương trình Dạ Lan bắt đầu phát sóng từ năm 1964 và sứ ngôn viên là một cô gái xưng tên Dạ Lan. Chương trình này được phát triển mỗi đêm trên làn sóng dành riêng cho quân đội trong hệ thống phát thanh quốc gia. Qua đài tiếp vận Quán Tre, có công suất rất mạnh, có thể nghe đến Bến Hải.
nghĩa là khắp cả dải đất miền Nam. Sau này, trong hồi ký của nhà văn Văn Quang, cũng chính là Trung tá Nguyễn Văn Tiến, ông là người quản đốc đài cuối cùng tính tới thời điểm năm 1975, đã kể về quá trình hình thành chương trình Dạ Lan như sau. Vào khoảng đầu thập niên năm 1960, Đại tá Trần Ngọc Huyến là người có sáng kiến làm ra chương trình Dạ Lan trên đài phát thanh Buôn Đội. Ngay sau khi ra mắt, chương trình này được hầu hết quân nhân yêu thích. Trước đó, ông đã họp bộ tham mưu của Cục Tâm lý chiến để thảo luận về chương trình này. Ông cũng nói đây là một mô hình theo chương trình địch vận và đồng minh vận của Nhật Bản trong thế chiến, cũng như dựa theo chương trình binh vận của Đài Loan. Những nữ sướng ngôn viên của quân đội Nhật và Đài Loan đã rất thành công với giọng nói thánh thoát, im điềm và những bản nhạc quốc tế rất hay. Ngày đó, trong cuộc họp tham mưu của Cục Tâm lý chiến, thường mỗi lần một tuần, có các trưởng khối và trưởng phòng tham dự. Lúc đó, tôi còn là trưởng phòng báo chí, nên thường xuyên tham dự các cuộc họp này. Tất cả đều nhận thấy chương trình đó rất hay, và sau đó giao cho Thiếu tá Nguyễn Văn Nam tìm sướng ngôn viên. Trong số một vài sướng ngôn viên được đưa ra thử giọng qua máy ghi âm, một nữ sướng ngôn viên của đài phát thanh Đông Hà được chọn và được điều chuyển về Sài Gòn. Chương trình Dạ Lan từ đó bắt đầu. Chương trình Dạ Lan được phát thanh từ 7 giờ đến 9 giờ tối mỗi ngày. Nội dung bao gồm các phần câu chuyện hàng ngày, tin tức, thời sự, điểm báo và phần văn nghệ. Trong đó, đặc biệt nhất là phần trao đổi thư tín giữa Dạ Lan và các quân nhân. Phần lớn là các quân nhân ở các tỉnh, nhất là những quân nhân trú đóng ở các tiền đồn xa Sài Gòn. Giai đoạn đầu khi mới thành lập, chương trình giờ của Dạ Lan gồm phần câu chuyện hàng ngày do Lưu Nghi phụ trách, điểm báo do Nguyễn Triệu Nam đảm nhiệm, văn nhạc do nhạc sĩ Đan Thọ, Ngọc Bích chọn và lời dẫn nhạc do Huy Phương viết. Còn phần tin tức và ban tin tức của đài phát thanh phụ trách và thư tín do Ngọc Xuân và một số cô đặc trách việc chọn lựa thư tín, để sau đó Dạ Lan trả lời trên làn sóng phát thanh. Khi được phát sóng, chương trình Dạ Lan đã rất được yêu thích. Anh em quân nhân vô cùng hân hoan, nhất là các quân nhân xa nhà, trú đóng ở các tiền đồn hẻo lánh. Chương trình được đón nhận nồng nhiệt, thế nên số lượng thư gửi về cũng rất nhiều. Nên từ năm 1964 đến năm 1965, đài phát thanh Buôn Đội phải tuyển thêm một số nữ nhân viên để phụ trách vấn đề trả lời thư của các anh trai tiền tuyến hàng đêm. Nhắc đến chương trình Dạ Lan, không thể không nhắc đến linh hồn của chương trình là cô sướng ngôn viên Dạ Lan. Người đầu tiên làm sướng ngôn viên cho chương trình này có nghệ danh là Dạ Lan, nói giọng Bắc. Nhưng cô thực chất lại là một người con gái Quảng Nam, có một thời gian sinh sống tại Huế, tên Hoàng Xuân Lan. Trước đó, cô từng làm việc tại đài phát thanh trong chương trình Gươm Thiên Ái Quốc, một chương trình thuộc dạng tuyên truyền phát thanh về bên kia vĩ tuyến, được thiết lập tại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đài này do ông Nhất Tuấn làm quản đốc và bà Hà Huyền Chi làm phó. Hoàng Xuân Lan tuy không có một ngoại hình xinh đẹp, nhưng lại có một chất giọng ngọt ngào và nhất là phát âm tiếng Bắc rất chuẩn. Đêm đêm, trên làn sóng điện của đài phát thanh Buôn Đội phát lên thanh âm: đây là chương trình Dạ Lan, tiếng nói của những người em gái hậu phương gửi những anh trai tiền tuyến. Giọng nói ngọt ngào, đầy truyền cảm đó đã có mãnh lực thu hút cảm tình của các binh sĩ trú đóng khắp nơi trên bốn vùng chiến thuật. Cụm từ em gái hậu phương và anh trai tiền tuyến trong thời gian này được nghe và dùng nhiều trong các bài thơ hay nhạc phẩm thịnh hành. Lúc 7 giờ, đối với những anh trai tiền tuyến, họ nghe được giọng Dạ Lan hàng đêm, nên cô sướng ngôn viên nghiễm nhiên trở thành linh hồn của chương trình và đại diện của người em gái hậu phương hàng đêm, tâm tình cùng các anh lính xa nhà. Chương trình vô cùng thành công và lượng thư từ các lính, nhất là từ các vùng đất xa xôi, tiền đồn heo hút gửi về cho Dạ Lan ngày càng nhiều. Đến nỗi đài phát thanh Buôn Đội phải tuyển thêm 4 nữ nhân viên chính, công việc mỗi ngày của họ là ngồi viết thư trả lời cho các anh lính. 4 cô đảm nhận 4 vùng, và lẽ tất nhiên dưới mọi lá thư đều ký tên Dạ Lan. Với một quân nhân xa nhà, ở một nơi tiền đồn heo hút, xa rời ánh đèn thành phố, không sách báo, mỗi đêm chỉ có một cái radio chạy biên để nghe được giọng em gái Dạ Lan chia sẻ, tâm sự. Khi nhận được lá thư hồi âm của em gái Dạ Lan,
thì tác động tâm lý là vô cùng lớn. Để thêm phần nâng cao tinh thần cho lính, cô Hoàng Xuân Lan được phép đi chụp ảnh in thành postal để tặng những người anh em lính. Bức ảnh này được in trên bìa báo Xuân Chiến sĩ Cộng Hòa vào năm 1965 do nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Nguyễn Kỳ ở Sài Gòn thực hiện. Thế nhưng, đến năm 1966, khi chương trình Dạ Lan đang thành công vang dội và gây được nhiều chú ý, thì sứ ngôn viên là cô Hoàng Xuân Lan chuyển lên đài phát thanh Đà Lạt. Người được chọn để tiếp tục chương trình Dạ Lan cũng có tên thật là Lan, Hồng Phương Lan, nghệ danh là Mỹ Linh. Lúc này, Mỹ Linh cũng đang làm việc cho đài phát thanh Buôn Đội, nhưng cô đang phụ trách ở chương trình Nhạc Ngoại Quốc Yêu Cầu. Cô làm việc ở đài phát thanh Buôn Đội từ những năm 1957 cho đến năm 1958. Mỹ Linh là người Huế nhưng nói giọng Bắc. Cô lại có giọng nói giống hệt với giọng cô Hoàng Xuân Lan. Thế nên, ngoài nhân viên của đài, không ai phân biệt được sự khác biệt giữa hai giọng nói Dạ Lan. Đêm đêm, giọng nói cũ nghe như vẫn còn đó, nhưng người nói đã thay đổi. Chương trình Dạ Lan được tiếp tục mãi cho đến năm 1975 thì dừng. Năm 2005, trong một bài báo có nhắc đến chương trình Dạ Lan và cho rằng cô cũng nên xuất hiện để cho chúng ta ngưỡng mộ như một người lính. Kính thưa quý vị, một bài viết của Facebooker 8 giờ viết về chương trình Dạ Lan và thân phận của hai người Dạ Lan là Hoàng Thị Xuân Lan và Hồng Thị Phương Lan sau 30 tháng 4 75 như thế nào, có nội dung như sau. Chương trình Dạ Lan nhằm ổn định lại tinh thần các binh sĩ đang bị suy sụp. Chương trình phát thanh Dạ Lan của Đài Tiếng Nói Quân Đội được thực hiện vào năm 1964 sau khi nền đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ. Chương trình Dạ Lan phóng thích phong trào đồng minh giận của Nhật Bản trong Thế chiến, cũng như trong chương trình Địch Giận qua Hồng Đen của Đài Loan hướng về Trung Hoa lục địa vào thập niên 50. Dạ Lan được xem như một loài hoa nở về đêm, là lời nhắn nhủ của em gái hậu phương với các anh chiến sĩ ngoài tiền tuyến, và được phát thanh mỗi tối từ 7 giờ đến 9 giờ. Cô Hoàng Thị Xuân Lan của Đài Phát thanh Đông Hà được tuyển chọn làm sứ ngôn viên cho chương trình Dạ Lan với giọng nói êm dịu và truyền cảm. Dạ Lan gửi gắm những tâm tình cùng những bản hùng ca hay những khúc tình ca như ân cần rót vào lòng người chiến binh xa nhà, chiến sĩ ở bốn vùng chiến thuật, như nhận được một niềm khích lệ an ủi lớn lao từ hậu phương. Và đã biết bao cái cánh thư gửi dõi thăm tin tức cũng như chia sẻ tình thương với cô sứ công viên có một giọng nói dễ thương gần gũi. Dạ Lan báo tin vui buồn từ những trận đánh khắp bốn vùng khói lửa, cũng như gửi đến các anh tin tức nơi quê nhà và gửi gắm những bài ca được yêu cầu phát thanh trên làn sóng điện. Dạ Lan cũng mát tay mai mối cho những mối tình anh tiền tuyến em hậu phương, và mối duyên lành đó đến hiện giờ vẫn là hạnh phúc bên nhau dù còn ở trong nước hay đã trôi dạt nơi xứ người. Chương trình Dạ Lan đang được ưa thích thì khoảng giữa năm 1966, cô Xuân Lan xin nghỉ việc bất ngờ. Hai ca sĩ Mai Hương và Phương Dung được mời thay thế tạm thời cho cô Xuân Lan. Nhưng hai nữ ca sĩ này chỉ phụ giúp được một thời gian ngắn vì cả hai bận thu thanh, thu dĩa, trình diễn hàng đêm ở các phòng trà hay trên sân khấu đại hội. Cô Hồng Thị Phương Lan, tức là Mỹ Linh, là sứ ngôn viên lâu năm của Đài Tiếng Nói Quân Đội, được chọn thay thế cô Xuân Lan. May mắn thay, giọng nói của hai cô giống nhau đến nỗi khó ai có thể nhận ra được, ngoại trừ các anh em dàn dựng chương trình hay nhân viên làm việc ở đài thanh. Chương trình vẫn được tiếp tục phát thanh và thăng qua hàng đêm với cô Dạ Lan số 2. Tất cả bài vở, chọn lọc nhạc bản và tin tức gần xa do thi sĩ Mai Trung Tỉnh, tức là đại quý Nguyễn Tiểu Hồ, phụ trách.
rất nhiều nghệ sĩ đã góp công sức cho chương trình như nhạc sĩ Ngọc Bích, Đan Thọ, Anh Ngọc, Xuân Tuyên, Xuân Lôi, Canh Thân, Nguyễn Đức, Trần Tiến Thanh, Trần Trịnh, vân vân. Ngoài ra các danh thi sĩ như Quy Phương, Nguyễn Triệu Nam, Nhất Tuấn, Dương Phục, Phạm Quấn, Tôn Kiều Ngân, vân vân cũng góp phần không nhỏ điểm tô cho Dạ Lan thêm đậm đà hương sắc. Hãy cùng chào đọc lại những tâm tình của Dạ Lan khi nhắc về binh chủng Bình Quân. Bình Quân, những người chiến sĩ Mũ Nâu với quy hiệu thần hổ, oai hùng và dũng cảm đã làm khiếp đảm địch quân qua những chiến trận kinh hồn tại Bình Long, An Lộc và trên khắp bốn vùng chiến thuật. Những chiến công từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau đã làm rạng danh bảy liên đoàn Bình Quân, những người chiến sĩ vô địch của những trận chiến sình lầy nước Độc. Nói gương anh dũng của nhân vật đàn anh Trung tá Kiệt, tiểu đoàn 42 Bình Quân, Nguyễn Văn Dần, tiểu đoàn 44 Bình Quân và những anh hùng Mũ Nâu vô danh khác, thiếu úy Nguyễn Ngọc Lân, tiểu đoàn 31 Bình Quân đã sớm lên đường thời quyết giành nhiệm vụ trai thần chiến. Tiện đưa anh có một lời hứa sắt son của người em gái hậu phương kiên trì chờ đợi anh trở về trong kinh qua. Nhưng người chiến sĩ đó đã ra đi mãi mãi tại chiến trường Bình Long, bỏ lại sau lưng cả một vùng trời thương tiếc. Nhạc phẩm Một Người Đi của Mai Châu, Gia Lan xin thân tặng các anh chiến sĩ Bình Quân kiêu hùng. Bài hát với lời ca thấm thiết, những lời giới thiệu về giọng đọc của cô Xứ Công Viên đã làm sao xuyến lòng người giữa hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Ngoài chương trình Dạ Lan, một chương trình khác được thực hiện như là chương trình Gia Binh của Ngọc Dung, chương trình Bình Định và Xây Dựng Nông Thôn với Mai Trang, chương trình Tình Yêu và Tổ Quốc với Mai Hương và Thu Hoài, nhằm kêu gọi các cán binh miền Bắc ra hồi chánh. Chương trình Quân Nhân Vui Sống, tức Lính Hát, Lính Nghe với Tâm Đan. Thưa quý vị, miền Nam Việt Nam bị thất thủ vào cuối tháng 4 năm 1975 và chương trình Dạ Lan cũng ngậm ngùi trôi theo mệnh nước. Hai cô Xuân Lan và Phương Lan không kịp di tản ngày Sài Gòn hấp hối. Mãi đến sau này, nghe tin cô Xuân Lan tức là Dạ Lan một nương náu ở một kiển chùa nhưng không xuất gia tu hành. Cô Phương Lan tức là Dạ Lan hai được gia đình bảo lãnh sang định cư Hoa Kỳ và cũng qua đời mấy năm gần đây. Mấy mươi năm vật đổi sao dời, nhưng chương trình phát thanh Dạ Lan mãi mãi là một huyền thoại về cuộc đời lính chiến gian khổ nhưng oai hùng và âm ỉ trong lòng các anh trai tiền tuyến và em gái hậu phương của một thời binh lửa đã trôi xa. Người viết tám dạng, thưa quý vị. Khi tôi muốn viết thư thăm em về kể chuyện rừng xanh, chuyện vui buồn quân ngủ, chuyện quân anh đất đỏ. Nhiều đêm dài mưa đổ nhưng ngại em nhớ tôi chăng. Mười năm tôi xa mãi trường yêu, mang theo bao hẹn hò rời tuổi xanh học trò. Dù đời còn lắm mộng mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa, giờ đây nghe nói em đang vui say chiều hoa lệ thành đô. Vòng tay ngà đua mở cùng hoa đen sáng rỡ, dìu em vào giấc ngủ quay cuồng tiếng hát đam mê. Hỏi em ai sương gió đường xa, vai ba lô nặng đầy
tay súng giữa đêm dài, miệt mài chân đấu vì ai. Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai. Nhớ đêm nào đường về nhà em có trăng êm sáng soi lối vào, có đôi mình cùng chung bóng hình, chung tiếng hát ấm êm ngày xanh. Chia tay có hoa hương cuối chiều nắng hè, đến bây giờ dù ai hại hồ xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ. Làm sao tôi nói hết trong trang thư tình yêu gửi về em. Mười năm dài chưa mỏi, đời trai con trôi nổi vì nghe lời khắc khoải, quê mình đau xót em ơi. Trời biển khu trăng sáng triền miên, nhưng tim tôi lên đây ngồi viết trang thư này gửi người em gái thành đô. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa.